Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 30 tháng 9 năm 2024 trên kênh Môi trường TV của tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Khu vực Nam Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và cả thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý vào ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo trên kênh Môi trường TV.